Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ninh Bình phát huy tinh thần thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Dũng House, mô hình du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn. Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thanh niên tự lập vươn lên làm giàu. Thưa quý vị, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức từ năm 2015. Năm 2023, chương trình đã nhận được 119 hồ sơ đề cử từ 40 tỉnh thành phố trên cả nước. Qua 3 vòng bình chọn, Hội đồng bình chọn trung tuyển đã chọn ra 81 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và bỏ phiếu kín, chọn 10 ứng viên xuất sắc để trao danh hiệu top 10. Và mời lên sân khấu. Chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đến nay, chương trình đã tôn vinh và trao danh hiệu cho gần 500 doanh nhân trẻ xuất sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam. 81 doanh nhân đã được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh danh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023. Doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ này đã tạo ra doanh thu năm 2022 đạt 1.698 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 104 tỷ đồng, nộp ngân sách 39 tỷ đồng. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương biểu dương nhiều hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn và khẳng định vị thế là một trong những hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp có uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội. Tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí và của các bạn cho sự phát triển của đất nước. Tôi cũng xin biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đặc biệt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng những vai trò quan trọng trong việc định hướng và tập hợp lực lượng thanh niên để vun đắp, bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành những thanh niên tiêu biểu, những doanh nhân tiêu biểu, những doanh nhân trẻ cho tương lai đất nước Việt Nam. Với những mục tiêu và tinh thần đó, tôi đề nghị trong thời gian tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, đi đầu để thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp. Trong đó cần quan tâm hơn nữa cho việc định hướng và hướng dẫn cho thanh niên và các doanh nghiệp trẻ trong việc tham gia khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa thiết thực và đòi hỏi cấp bách trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước. Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị các tổ chức đảng, chính quyền các địa phương và các ban, ngành có liên quan đặc biệt quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển tổ chức, hoạt động hội doanh nhân trẻ các địa phương. Qua đó, khích lệ tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tại khu bể bơi Tăng Bạt Hổ, Cùng Thanh niên Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức bế mạc lớp dạy bơi miễn phí và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình phổ cập bơi đối với thanh thiếu nhi trên địa bàn thủ đô. Trải qua 11 năm tổ chức, chương trình đã phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hàng ngàn trẻ em. Đặc biệt, chương trình đã đem lại giá trị thiết thực, đầy ý nghĩa dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao thể lực, phòng chống đuối nước, bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 93 em đủ điều kiện, đồng thời cam kết kèm cặp hỗ trợ các em còn lại chưa đủ điều kiện tiếp tục học tập cho đến khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao bằng khen tới 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức lớp học bơi,
khen thưởng và tặng quà tới 12 học viên có thành tích xuất sắc. Thưa quý vị, tỉnh đoàn Ninh Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi Dự án Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Ninh Bình năm 2023. Cuộc thi nhằm tìm ý tưởng mô hình và tiến hành hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng và đồng hành cùng dự án. Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện vay vốn, ban tổ chức sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư, doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn để triển khai thực tế đối với các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong khuôn khổ của cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của các thanh niên trong toàn tỉnh tham gia. Các dự án đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, đa dạng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với cái cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp về vấn đề hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như về vấn đề nếu các dự án triển khai trên phương diện là có khả thi thì câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp cũng sẽ đồng hành và hỗ trợ, đặc biệt là chúng tôi sẽ giới thiệu các dự án đó để được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Để nâng cao hiệu quả tinh thần thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, mỗi tổ chức đoàn trực thuộc chủ động rà soát, tìm hiểu và giúp đỡ các đoàn viên thanh niên mạnh dạn thực hiện khởi nghiệp, khuyến khích thành lập các mô hình thanh niên khởi nghiệp. Mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp thành phố Ninh Bình là một ví dụ tiêu biểu. Hoạt động của câu lạc bộ nhằm tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh và mối liên kết về kinh tế giữa đoàn viên, thanh niên có ý chí vươn lên làm giàu. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình còn là nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, tìm hướng làm ăn hiệu quả, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Sự thành công của các mô hình kinh tế trong câu lạc bộ đã có sức lan tỏa. Hiện câu lạc bộ đã thu hút, tập hợp trên 30 thanh niên khởi nghiệp tham gia. Chúng tôi đã dùng rất là nhiều cách để giúp đỡ cho thanh niên. Thì trong đấy có cách là chúng tôi sẽ hướng dẫn hỗ trợ một một, nghĩa là sẽ kèm. Ví dụ như thanh niên có một dự án mới nào đấy, thì chúng tôi sẽ họp lại với nhau và mọi người đưa ra phương án và giải quyết, cũng như giúp đỡ thanh niên đấy khởi nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đối với thành đoàn thành phố Ninh Bình, để đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên có nhu cầu, nguyện vọng làm kinh tế, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên thành phố đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện chương trình, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được triển khai thực hiện rộng khắp và ngày càng nâng cao về chất lượng. Thì hiện tại trên địa bàn thành phố thì có những cái tấm gương sáng là được thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên đã ươm mầm tài năng từ còn rất là sớm, và cũng có những cái định hướng riêng cho các bạn ấy trong cái việc mà phát triển kinh tế. Ví dụ cụ thể như về nông nghiệp thì chúng ta cần làm những cái gì, nhu cầu thị trường cần làm cái gì, con giống ra làm sao, rồi cái công sức của các bạn ấy chăm nuôi như thế nào, thì cũng các bạn cũng lên trên xin ý kiến của thành đoàn Ninh Bình và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của thành phố để xin được cái định hướng. Và từ cái định hướng đấy thì chúng tôi cũng sẽ giúp hỗ trợ các bạn ấy liên hệ với các cái đầu mối, liên hệ với các nhà mà cần sử dụng dịch vụ đấy, để là tạm tạo sao mà tạo ra cái môi trường, rồi cái sân chơi để cho các bạn ấy có thể cạnh tranh được với những cái người đã có kinh nghiệm đi trước. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển quê hương, đất nước. Mô hình sản xuất, kinh doanh hoa theo hướng sản xuất hàng hóa của anh Vũ Văn Ngà, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình là ví dụ cho tinh thần thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo tại địa phương. Với diện tích trên 7.000 m2 đất, mô hình tiến hành trồng các loại hoa trong nhà lưới. Không chỉ trồng nhiều loại hoa, anh Ngà đã nghiên cứu, tìm tòi nhân giống và cung cấp ra thị trường nhiều cây hoa giống đạt chất lượng cao. Hiện nay, trừ chi phí, mô hình cho lợi nhuận trung bình trên 200 triệu đồng một năm. Cái nghề trồng hoa nó có truyền thống của cái nhà với là của cái làng hoa này được rất là nhiều năm rồi. Mình về mình có ý tưởng là muốn phát triển nó lên thành một cái công nghệ cao hơn để sản xuất được những loại hoa khác so với truyền thống từ ngày xưa. Ngày xưa chủ yếu là sản xuất hoa cắm cảnh. Bây giờ mình chuyển sang cái dòng hoa chậu, hoa trang trí. Mùa này và những mùa Tết thì nó có trên dưới
khoảng hơn 10 loại hoa. Thì mình bắt đầu mình tìm hiểu và mình đưa về trồng thử nghiệm trước. Cái loại nào phù hợp thì mình bắt đầu mình mới nhân nhiều, còn cái loại nào không phù hợp thì thôi. Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên, các tổ chức cơ sở đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn, trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thưa quý vị, từ bỏ cánh cổng trường đại học trở về quê để khởi nghiệp với mô hình du lịch nghỉ dưỡng là quyết định mạo hiểm của chàng thanh niên Lãnh Đoàn Dũng ở xóm Giang Sơn, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thế nhưng với sự dám nghĩ, dám làm, anh Dũng thành công với ý tưởng phát triển dịch vụ bể bơi kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Và sau 3 năm vừa làm vừa hoàn thiện ý tưởng theo nhu cầu của du khách, giờ đây khu du lịch của anh đã thu hút được lượng khách ổn định. Đặc biệt là với sự đổi mới sáng tạo, mô hình du lịch của anh đã đạt được giải 3 tại cuộc thi Dự án Sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2022. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mô hình du lịch do thanh niên làm chủ tiêu biểu này. Một bể bơi vô cực nằm trên quả đồi có vị trí đắc địa, có thể ngắm trọn cảnh làng quê Thanh Bình là mô hình du lịch nghỉ dưỡng độc đáo mới xuất hiện tại Cao Bằng. Khu du lịch này là tâm huyết của chàng thanh niên Lãnh Đoàn Dũng, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình trong suốt 3 năm qua. Như bao học sinh khác, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Dũng thi tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng học, anh đã quyết định nghỉ học để về quê làm du lịch. Thời gian đầu khi mới nghỉ học để về quê lập nghiệp, anh không được bố mẹ ủng hộ. Thêm vào đó là những lời nói không hay từ hàng xóm đã khiến anh có những giây phút nản lòng. Thế nhưng, chính những khó khăn đó lại trở thành động lực thôi thúc anh nỗ lực hơn để chứng minh quyết định của mình là đúng đắn. Và rồi, anh Dũng bắt tay vào làm, tận dụng mảnh đất đồi của gia đình đã bỏ hoang nhiều năm để xây một bể bơi nhỏ, trồng một số loại hoa đẹp để khách đến tham quan chụp ảnh. Ban đầu, anh chỉ nghĩ tạo khu vui chơi giải nhiệt mùa hè cho trẻ em và bà con trong làng. Nhưng chỉ sau một thời gian mở cửa, thông qua các trang mạng xã hội của cá nhân anh và bà con trong làng chia sẻ, khu du lịch của anh được nhiều người biết đến. Với ý tưởng xây dựng mô hình Dũng Hâu này thì bắt nguồn từ là muốn phát triển kinh tế của gia đình này. Thứ hai này là phát triển du lịch của địa phương và tạo điều kiện cho trẻ em có khu vui chơi, phát triển bơi của địa phương cũng như là phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng. Từ thành công của mô hình ban đầu này, anh càng thêm tự tin khẳng định du lịch kết hợp nghỉ dưỡng đang là một xu hướng của xã hội. Để tân trang cho bản thân, kiến thức để tiếp tục mở rộng mô hình, anh Dũng đã đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà hàng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Sau khóa học, anh đã có thêm những kiến thức mới, biết cách tận dụng thế mạnh cảnh quan tự nhiên đồi núi hùng vĩ với nét đẹp văn hóa địa phương để tạo nên điểm nhấn cho khu du lịch của mình. Thế rồi, anh bắt đầu nghiên cứu để hoàn thiện các hạng mục phù hợp với nhu cầu của khách du lịch hiện nay. Trước khi có ý tưởng này thì em đã đi làm việc ở một số nơi để tạo cái nguồn lực về vừa vốn này, vừa kiến thức này để phát triển khu này. Trong thời gian đầu thì khó khăn nhất là về ý tưởng xây dựng mô hình để làm sao là vừa theo hướng của khách hàng này và về vốn để phát triển thì về khu du lịch này cần một nguồn vốn lớn. Ý tưởng là xây dựng mô hình phải hợp với xu hướng của giới trẻ này, xu hướng du lịch hiện nay. Mặc dù khu du lịch của anh không gần đường quốc lộ hay gần các địa điểm du lịch nổi tiếng khác, nhưng lại có sức hút lạ, cuốn hút du khách khi đến đây. Ngồi tại đây, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh đồng ruộng bao la cùng với những ngôi nhà sàn cổ kính,
tất cả tạo nên khung cảnh làng quê yên bình. Sau hơn một năm đưa khu du lịch vào hoạt động, anh Dũng đã gặp phải không ít khó khăn, nhưng anh vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ ước mơ của mình. Anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm từ chính những khách du lịch khi đến trải nghiệm. Anh cởi mở trò chuyện và lắng nghe những đóng góp của họ, và từ đó anh bổ sung để hoàn thiện mô hình hơn. Đầu tiên là làm ở vị trí không thuộc hướng phát triển du lịch của tỉnh. Bởi vì bên hướng miền Tây này thì bên phát triển du lịch thì kém phát triển hơn bên phía miền Đông như Trùng Khánh này, Trà Lĩnh này. Còn những ý kiến trái chiều thì ban đầu thì mình làm chưa ổn định nên là khách sẽ bảo là ở đây chưa có gì. Thì mình cũng nghe những ý kiến đấy để mình xem xét lại những cái là chưa có gì ấy là những cái gì để mình khắc phục và hoàn thiện cho công trình của mình đẹp hơn này, theo ý kiến của khách hàng, để khách hàng mỗi lần đến đây hài lòng và vui vẻ khi đến nghỉ dưỡng cuối tuần. Để nhiều người biết đến khu nghỉ dưỡng của mình, anh Dũng sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá hình ảnh. Nhờ đó không chỉ thu hút nhiều du khách trong huyện mà còn thu hút khách ngoài thành phố tìm đến để trải nghiệm vào dịp cuối tuần. Năm 2022, khi tỉnh đoàn có phát động cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn, anh Dũng đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Với ý tưởng về khu du lịch nghỉ dưỡng này, anh đã đạt giải ba tại cuộc thi. Đây là một giải thưởng vinh dự đối với anh. Nó đã một lần nữa khẳng định cho sự đúng đắn về lựa chọn của mình. Cũng qua cuộc thi, anh muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tinh thần quyết tâm theo đuổi ước mơ đến các bạn đoàn viên, thanh niên đang trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp sống như anh. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, hiện khu du lịch của anh đang được cải tạo và nâng cấp một số hạng mục. Anh xây thêm một bể bơi có diện tích hơn 200m², xây mới các chòi ở hai bên bể bơi, tạo địa điểm để du khách đến trải nghiệm có thể nghỉ ngơi tại đây. Hơn hết, để an toàn, anh Dũng đầu tư đầy đủ phao bơi, áo phao cho trẻ em. Đặc biệt hơn, anh còn dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong xã vào mỗi dịp hè tại đây. Nhờ đó càng nhiều người biết đến nơi này. Lối vào khu du lịch đều được anh Dũng làm bằng hàng rào đá, các lán và một số hạng mục khác anh ưu tiên sử dụng tre nứa để làm. Anh hướng đến xây dựng khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, giữ nét đẹp mộc mạc của núi rừng, tạo cho du khách cảm giác nghỉ dưỡng thực thụ tại làng quê. Với quyết định mà nhiều người cho là liều lĩnh, nhưng bước đầu đã đem lại thành công trên con đường khởi nghiệp của anh Lãnh Đoàn Dũng. Dù chỉ mới 24 tuổi, nhưng anh đã làm chủ một khu du lịch nghỉ dưỡng có diện tích gần 500m². Có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Không chỉ là một thanh niên sáng tạo trong phát triển kinh tế, mà Dũng còn là một thanh niên gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động công tác đoàn do đoàn thanh niên xóm xã phát động. Với nỗ lực của bản thân, anh đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Ngoài ra, anh được nhiều đoàn viên thanh niên trong xã yêu quý và tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Tôi thì thấy Dũng là một người trẻ năng động, sáng tạo và biết phát triển ở địa phương. Và có cái dự kiến là lâu dài và sẽ phát triển rộng hơn nữa. Những khu du lịch nghỉ dưỡng tại làng quê như xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình đang là xu hướng được nhiều khách du lịch lựa chọn. Bởi sau những ngày làm việc căng thẳng, con người ta thường tìm đến những nơi gần với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành để thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống. Khu du lịch nghỉ dưỡng của chàng thanh niên Lãnh Đoàn Dũng đang là hướng đi bền vững và phù hợp với xu thế phát triển du lịch sinh thái như hiện nay. Hiện những mô hình du lịch như anh Dũng đang được nhiều bạn trẻ Cao Bằng theo đuổi, thế nhưng không phải ai cũng thành công. Nhìn vào tấm gương của anh Dũng, chúng ta có thể thấy đôi khi sự quyết đoán, mạo hiểm có thể đem đến thành công thay vì chờ đợi cơ hội đến. Vậy các đoàn viên thanh niên chúng ta đang trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Dù có thất bại, dù có bị phủ nhận hay lãng quên, thì hãy can đảm đứng lên bằng tất cả nghị lực, trí tuệ
và niềm đam mê thì con đường thành công sẽ đến gần chúng ta hơn. Thưa quý vị, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, tỉnh đoàn Gia Lai đã quan tâm, chú trọng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Bằng sự chủ động, sáng tạo cùng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, rộng khắp, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những kết quả nổi bật. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, phát huy truyền thống, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, cấp bộ, đoàn, hội, đội, cụ thể hóa, gắn với các chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các công trình phần việc thanh niên, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương cá nhân điển hình với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đó là những cán bộ đoàn tài năng, nhiệt huyết, những gương thanh niên vượt khó trong khởi nghiệp, lập nghiệp, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, những thanh niên lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những gương cán bộ, công chức, viên chức, trí thức trẻ ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo đã khắc họa nên chân dung thế hệ trẻ Gia Lai năng động, tiên phong, giỏi chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động phong trào, đóng góp sức trẻ, tài năng, nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương và đất nước. Bản thân là một chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân, đồng thời với cương vị là bí thư chi đoàn phòng cảnh sát giao thông. Điều đầu tiên của bản thân đó chính là thấm nhuần tư tưởng về 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân và từ đó lấy để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Bản thân đã học được về Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tấm gương sáng trong đạo đức, tác phong, tự giác rèn luyện, luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động và đặc biệt là tâm huyết với các phong trào đoàn. Và từ những điều nhỏ nhất thì bản thân cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp một chút sức mình trong công tác xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn luôn không ngừng trau dồi và rèn luyện bản thân với những giá trị cốt lõi, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Ngoài ra thì bên cạnh đấy thì tôi cũng có rất là nhiều hoạt động để thu hút nhiều các bạn đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Yà Kriêng, đổi mới các phương thức hoạt động, qua đó tích cực tuyên truyền cho các em giáo dục truyền thống, tích cực tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Bản thân tôi sau khi đã học và tập ở một trường đại học Nông Lâm về quê lập nghiệp và học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đã mang những cái giống thuốc lá nâu về cho buôn làng, tạo công việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên, tăng thu nhập cho kinh tế cho bản thân tôi cũng như đoàn viên thanh niên trong quê hương vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn như quê hương của tôi Krông Pa. Trong thời gian sắp tới, bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một đoàn viên ở quê hương. Tôi cũng vận động đoàn viên thanh niên tiếp tục làm kinh tế để phát triển quê hương, phát triển buôn làng ngày một đi lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Gia Lai được thể hiện sinh động, phong phú qua các phong trào, hoạt động cụ thể. Thông qua các phong trào, chương trình, tổ chức đoàn hội đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, lao động sản xuất. Nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh thiếu nhi được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, tổ chức đoàn các cấp đã đăng tải hơn 12.400 tin, bài về những tin tốt, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội. Biểu dương 27 gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên thanh niên, đề xuất Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng 4 huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thanh thiếu nhi tiêu biểu. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành phát hiện và đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương 23 gương công dân trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực trong từng lĩnh vực.
Cái việc mà học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã được phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đoàn, đoàn viên và đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt về việc là nêu cao tính trách nhiệm cũng như là đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với đoàn viên thanh niên thì sống có trách nhiệm, nghĩa tình và phát huy được cái tính xung kích, tình nguyện cũng như là xung phong đảm nhận những cái việc khó, việc mới và những cái việc phức tạp để đến với những vùng khó khăn, gian khổ nhất với tinh thần là cống hiến, hy sinh và khát vọng cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai cũng như là Tổ quốc Việt Nam. Nhằm tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, thi đua làm theo lời Bác, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, áp dụng những tư tưởng quý báu và những lời dạy bảo của Bác vào thực tiễn học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng phấn đấu, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn. Phải luôn khắc ghi lời dạy của Bác, phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người. Thời gian qua, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Phần cuối của chương trình truyền hình thanh niên hôm nay, mời quý vị đến với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của thanh niên huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, em Phạm Nguyễn Đăng Khoa, xã Phước Đông, huyện Cần Đước đã cùng gia đình phát triển xưởng may. Ban đầu, dù gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm dám nghĩ dám làm, đam mê tìm tòi học hỏi, thành công cũng đã dần mỉm cười. Hiện xưởng may của em không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn đoàn viên và lao động tại địa phương. Thợ thì chỉ có 2 thợ thôi, là lấy tiền từ dành dụm mà trả lương thợ luôn rồi xong đập qua vậy đó. Rồi hiện tại bây giờ là cũng tầm 10 thợ. Hồi xưa là đơn hàng chừng 50-100 bao là một tháng. Còn bây giờ là một tháng đi tầm chắc cũng khoảng từ 500-600 bao. Tổng doanh thu một tháng thì mình thu nhập tầm 70-80 triệu cũng có. Nhưng mà nếu trừ tiền ra hết rồi là tầm 15-20. Nhằm hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho đoàn viên thanh niên trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, huyện đoàn Cần Đước đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, buổi tập huấn và phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới thì để cho phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên ngày càng được phát huy mạnh mẽ hơn thì trong thời gian tới thì ban thường vụ huyện đoàn sẽ hàng năm sẽ phối hợp để tổ chức tức là các lớp tập huấn cũng như chuyên khoa học kỹ thuật cũng như là phối hợp để thực hiện cái chương trình đối thoại của chủ tịch ủy ban huyện với các bạn đoàn viên thanh niên để có thể nói lên những tâm tư cũng như nguyện vọng cũng như là những khó khăn của các bạn. Tin rằng với bản lĩnh của tuổi trẻ cộng với sự hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo, tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế thành công, góp phần phát triển quê hương. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ, chương trình do Phòng Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn phối hợp với kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang thông tin điện tử truyềnhìnhthanhniên.com.vn hoặc trên fanpage của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!